Kính thưa quý vị, vòng sơ khảo phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Việt Nam 2022 xin được phép bắt đầu. Phương Anh xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị và đặc biệt là tất cả các bạn thí sinh đã đến với vòng sơ khảo phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh của Hoa hậu Việt Nam 2022. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp cùng với công ty Sen Vàng tổ chức và được livestream trực tiếp trên các kênh fanpage, YouTube và TikTok của Hoa hậu Việt Nam cùng với TikTok của báo Tiền Phong. Kính thưa quý vị, Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia lâu đời, do báo Tiền Phong khởi xướng tổ chức từ năm 1988. Trải qua 34 năm với các mùa nhan sắc vô cùng sôi động đã để lại tiếng vang trong lòng người hâm mộ. Năm nay, Hoa hậu Việt Nam chính thức quay trở lại, hứa hẹn là một sân chơi vô cùng bổ ích và thú vị dành cho giới trẻ, hướng đến tìm kiếm một cô gái đại diện cho nhan sắc Việt, là hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái đến với cộng đồng và xã hội, và đặc biệt là mang vinh quang về cho nước nhà khi đại diện các đấu trường nhan sắc quốc tế trong tương lai. Vâng, và ngày lúc này đây thì Phương Anh có thể thấy rằng là trong hội trường đang có rất là nhiều gương mặt trẻ đại diện cho thanh niên trẻ Việt Nam vô cùng ưu tú và đến từ các tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Và Phương Anh tin chắc rằng là với sự bản lĩnh của các bạn, với sức trẻ và sự nhiệt huyết cùng với ban tổ chức của Hoa hậu Việt Nam năm nay, hứa hẹn sẽ tạo ra một mùa nhan sắc vô cùng sôi động và thành công rực rỡ. Vâng, và đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu sự hiện diện của nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Kim Dương, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, phó trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Vũ Tiến, phó tổng biên tập báo Tiền Phong, phó trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Hữu Việt, trưởng ban văn nghệ báo Nhân dân, ủy viên ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam, phó trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Miss Intercontinental 2022, Hoa hậu Liên lục địa 2022. Xin trân trọng giới thiệu Á hậu Thùy Vân, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2006. Xin trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Về phía các đơn vị hỗ trợ y tế cùng Hoa hậu Việt Nam 2022, xin trân trọng giới thiệu Thượng tá Lê Minh Phong, bác sĩ trưởng khoa quốc tế Bệnh viện 175. Về phía các hoa á hậu, người đẹp, xin trân trọng giới thiệu đương kim Hoa hậu Việt Nam 2020, top 13 Miss World 2022, Đỗ Thị Hà. Vâng, và đặc biệt xin được hân hoan chào đón tất cả các bạn thí sinh của vòng sơ khảo phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh của Hoa hậu Việt Nam 2022. Vâng, và ngay sau đây Phương Anh xin được mời nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ lên sân khấu phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa chị Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, đối tác tổ chức của Hội Việt Nam của Tiền Phong từ năm 2014. Kính thưa các vị trong ban tổ chức, các giám khảo, các vị đại diện cho các đơn vị đồng hành hỗ trợ cho việc tổ chức cuộc thi Hội Việt Nam năm 2022. Kính thưa các nhà báo, đặc biệt là thưa tất cả các bạn thí sinh và những người đại diện cho gia đình đã đến với vòng sơ khảo phía Nam của cuộc thi Hội Việt Nam năm 2022. Xin thay mặt cho ban tổ chức nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn tất cả quý vị các bạn vì sự có mặt của quý vị các bạn, sự tham gia của đông đảo thí sinh. Đây là cái dấu hiệu và cái điều kiện cần thiết và có thể nói mang cái quyết định để có thể tổ chức cuộc thi Hội Việt Nam năm 2022 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa tất cả các bạn, tất cả chúng ta đang tham gia vào một cái cuộc thi sắc đẹp. Một cuộc thi sắc đẹp có thể nói là đặc biệt ở đất nước Việt Nam chúng ta, bởi vì nó có lịch sử dài nhất và có bề dày truyền thống nhất
trong các cuộc thi sắc đẹp của nước Việt Nam nhất. Bắt đầu từ năm 1988, xuất phát từ một cuộc thi tiền thân là cuộc thi Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong, năm đấy là tổ chức cái hội để kỷ niệm cái ngày thành lập chẵn của Báo Tiền Phong. Thì Báo Tiền Phong đã tổ chức một cái cuộc thi Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong. Và nghe thì bây giờ rất đơn giản, nhưng đấy là một cái bước vô cùng khó khăn ở thời điểm đấy. Bởi vì trong thời điểm đấy thì các cuộc thi sắc đẹp vẫn bị đông đảo người ở trong đất nước chúng ta coi là một biểu hiện của lối sống tư sản không phù hợp, và báo phải rất là dũng cảm. Đặc biệt là Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức chính trị của tuổi trẻ của chúng ta đã cũng rất quyết tâm thì mới tổ chức được một cuộc thi như vậy. Và đấy chính là khởi đầu cho các cuộc thi sắc đẹp ở đất nước Việt Nam thống nhất của chúng ta sau năm 1975. Thế sau đấy thì cuộc tiếp theo là cuộc thi được nâng cấp lên thành là cuộc thi Hoa hậu toàn quốc Báo Tiền Phong. Và năm 2002 thì tức là cách đây chẵn 20 năm, chúng ta đang dự vào một cái sự kiện chẵn 20 năm thì cuộc thi được chính thức mang tên là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Vậy năm nay là chúng ta tham gia một cuộc thi mà nó hút đã đặc biệt, nó lại càng đặc biệt bởi vì ở một cái năm kỷ niệm chẵn 20 năm cái danh hiệu Hoa hậu Việt Nam ra đời và chính thức định danh và gắn bó chặt cái cuộc thi của chúng ta. Thì cái sự kiện năm đấy nó liên quan đến việc lần đầu tiên đất nước chúng ta là tổ chức một cuộc thi sắc đẹp mang tính quốc tế. Và lúc đấy Bộ Văn hóa Thông tin, tên gọi của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lúc đấy là như thế, sau này tách ra thành Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Thông tin Truyền thông. Bộ Văn hóa Thông tin thì nó là cần phải có một người đại diện cho sắc đẹp Việt Nam chính danh thêm tham gia vào cuộc thi quốc tế đấy. Và khi đấy là đất nước chúng ta chỉ có cuộc thi toàn quốc của Báo Tiền Phong là cuộc thi có uy tín, và lúc đấy có rất ít cuộc thi. Thế cho nên là Bộ Văn hóa Thông tin đặt vấn đề với Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là chỉ đạo để tổ chức cuộc thi Việt Nam, và quyết định là giao cho Báo Tiền Phong là đơn vị có nhiều kinh nghiệm và đang tổ chức Hoa hậu toàn quốc là Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi Việt Nam. Thì đấy là lai lịch của cuộc thi của chúng ta, khởi nguồn từ một sự kiện năm 1988 và bắt đầu từ năm 2002 đến 2025 chúng ta có tên là cuộc thi Việt Nam. Đây chúng ta tôi phải là nêu lại lịch sử như thế để các bạn cũng cảm thấy đầy đủ cái ý nghĩa cũng như thực ra là cả cái niềm vinh dự khi chúng ta tham dự vào một cuộc thi Hoa hậu mà mang tên là Hoa hậu Việt Nam. Bởi vì hiện nay chúng ta cũng có rất nhiều cuộc thi, trong đấy có nhiều cuộc thi cũng rất có uy tín. Tuy nhiên là cái cuộc thi của chúng ta nó có khởi nguồn xa như vậy và nó mang cái sứ mệnh như vậy. Và cho đến nay thì vẫn là cuộc thi, một trong những cuộc thi mà có quy mô lớn nhất và có cơ sở xã hội rộng lớn nhất. Bởi vì cuộc thi luôn luôn được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo. Và đây là ban tổ chức của cuộc thi, ban chỉ đạo cuộc thi là do Ban Bí thư Trung đoàn ra quyết định. Chúng tôi không phải là những người tự ra quyết định, cho chúng tôi là ban tổ chức. Và đây là cuộc thi của Đoàn Thanh niên. Và bởi vậy cho nên chúng ta có cơ sở rộng lớn và hệ thống các tỉnh thành đoàn rất nhiều nơi tổ chức các cuộc thi thành phần, tức là cuộc thi hoa khôi của các tỉnh thành rồi ngay để giới thiệu thí sinh, và một số tỉnh thành đoàn thì là giới thiệu các thí sinh trực tiếp đến tham gia vào cuộc thi của chúng ta. Thế thì cuộc thi Việt Nam, cái tiêu chí của nó là gì? Cuộc thi Việt Nam thì ngay từ đầu đã xác định tiêu chí đấy là phải tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp của con người Việt Nam mà đã đào luyện qua rất nhiều năm lịch sử của dân tộc chúng ta, rồi tôn vinh cái vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam mà các bạn nữ là những người mà mang những cái nét rất là đặc trưng, những cái nét tuyệt vời nhất. Và các bạn tìm ra những người xứng đáng cả về mặt ngoại hình lẫn những phẩm chất bên trong trí thức và tâm hồn để thực hiện cái sứ mệnh là đại diện cho những người Việt Nam thực hiện các cái nhiệm vụ của mình đối với đồng bào trong nước và đại diện cho Việt Nam trên các cái đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thế thì các bạn đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để chúng ta tham gia một hoạt động trên khắp đất nước chúng ta. Và đối với các bạn đoạt giải của cuộc thi thì trong nhiệm kỳ 2 năm, rồi trong suốt cả cuộc đời tiếp theo nữa, các bạn cũng có rất nhiều cơ hội để làm những cái việc rất có ý nghĩa, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, làm những việc rất có ích để cống hiến cho đất nước chúng ta, để giúp đỡ đồng bào chúng ta, đặc biệt
là những người mà thiệt thòi và cần được giúp đỡ. Và các bạn cũng sẽ đại diện cho Việt Nam trên một số đấu trường, trong đấy có Miss World, rồi có thể có một số cuộc thi quốc tế có uy tín nằm trong top cao nhất của thế giới. Mà hiện nay công ty Sen Vàng là đơn vị có nhiều bản quyền, rất nhiều cuộc thi. Thế thì cuộc thi Hậu Việt Nam cũng xin báo cáo với tất cả các bạn là chúng ta đến với cuộc thi thì ban tổ chức cũng như là ban giám khảo của tất cả các cuộc thi Hậu Việt Nam từ trước đến nay thì luôn luôn theo sát cái tiêu chí của mình và làm việc hết sức nghiêm túc. Và tôi có thể nói rằng cuộc thi Hậu Việt Nam là cuộc thi mà cũng không ai có thể can thiệp được bằng những yếu tố ngoài chuyên môn, ngoài cái phẩm chất của các bạn thí sinh để tác động vào kết quả của nó. Chúng tôi có thể cam kết với các bạn là chúng tôi sẽ tạo ra những điều kiện như nhau cho tất cả các thí sinh, và không ai có thể tác động vào để làm cho thí sinh này gọi là không đứng đúng cái vị trí của họ mà họ giành được ở trong cuộc thi. Thì ở đây thì năm nay ban giám khảo của cuộc thi có 7 người, và chúng tôi mời những nhân vật có uy tín trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, văn hóa văn nghệ, báo chí, truyền hình, thời trang, các hoa hậu á hậu, những người đạt rất là nhiều thành tích trong cuộc sống, trong công việc và trong các cuộc thi quốc tế để ngồi vào ban giám khảo. Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt là người mà có thâm niên, tôi nghĩ rằng phải hơn 20 năm vì đã rất là lâu anh đồng hành với cuộc thi Hậu Việt Nam ở các vị trí như là trưởng ban thư ký của cuộc thi, giám khảo cuộc thi, phó trưởng ban giám khảo của cuộc thi, và cũng là một giám khảo có uy tín đã từng là, mà không phải đã từng làm mà tôi nói là mới đây là anh là trưởng ban giám khảo của Miss World Việt Nam. Miss World Việt Nam là người đã chọn Bảo Ngọc làm áo hậu một và Bảo Ngọc sau là đi thi và lập tức là giành một cái danh hiệu rất là danh giá, thì cho chúng ta là hoa hậu liên lục địa. Nhà thơ Hữu Việt là ủy viên ban giám hiệu nhà Việt Nam, trưởng ban công tác nhà văn trẻ, trưởng ban nhà hội nhà văn trẻ, một nhà văn thành danh ở đất nước chúng ta. Nghệ sĩ Xuân Bắc thì có lẽ tôi cũng không cần giới thiệu các bạn, một nghệ sĩ phải nói là lẫy lừng và được cái sự yêu mến của công chúng cả nước. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, mọi người mệnh danh là nhà thiết kế của các hoa hậu á hậu, đúng không ạ? Nhưng mà đấy là cái khía cạnh thành công về mặt chuyên môn và vị trí xã hội của anh ấy. Nhưng Lê Thanh Hòa là giám khảo của rất nhiều vị trí rất đẹp, trong đấy nhiều lần là giám khảo của cuộc thi Hậu Việt Nam, là người có cách nhìn thấu đáo, nhân văn và chính xác đối với các thí sinh. Và các hoa hậu á hậu của chúng ta, các bạn cũng đều đã thấy hoa hậu Trần Tử Vi, á hậu Thị Vân, và đều là những người mà được công chúng rất yêu mến. Thì ở đây có một cái điểm đặc biệt, có những người đã đặt ra câu hỏi chúng tôi là tại sao chấm để chọn hoa hậu mà lại mời một á hậu là một người về mặt gọi là đất đứng là thấp hơn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng tôi mời không đơn giản Thị Vân. Chị Thị Vân là á hậu, và chị Thị Vân là một biên tập viên, một MC chuyên nghiệp của Đài Truyền Việt Nam, và là một người rất là thành công ở trong lĩnh vực của mình và được công chúng thừa nhận và yêu mến, và đặc biệt là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc vừa từ cuộc thi Hậu Liên Lục Địa về, đấy, cũng có bạn ngày báo sáng nay đã hỏi tôi là vì sao lại một người trẻ như thế, thiếu kinh nghiệm như thế để ngồi vào. Nhưng thưa các bạn, Bảo Ngọc đã trải qua các cuộc thi phải nói là khắc nghiệt ở đất nước chúng ta. Các cuộc thi, tôi xin nói với các bạn, các cuộc thi sắc đẹp của Việt Nam là rất nặng, chương trình rất nặng và rất là nhiều, và các bạn phải làm rất là nhiều việc. Và cái thứ hai, chúng ta đều thấy rõ trong các đêm chung kết, Bảo Ngọc đã thể hiện cái trình độ của mình, cái tâm nhìn của mình nó như thế nào, và tôi nghĩ rằng là hoàn toàn xứng đáng để ngồi vào cùng với các dòng nào khác. Ở đây thì các bạn có thể yên tâm, đây là những con người mà chúng tôi thấy rằng là đã rất thành công, được uy tín, được thừa nhận, và chúng tôi biết chắc chắn là họ sẽ rất công tâm. Và ở đây có nhiều người đã từng ngồi ghế giám khảo nhau trước đây, sẽ nói rằng là họ có nhìn rất là nhân văn các thí sinh, thường xuyên là trao đổi, phải nói gọi là tranh đấu với ban tổ chức để thêm các chỉ tiêu vào trong các vòng tiếp theo. Chẳng hạn như là ban tổ chức quy định rằng là chỉ có 20 thí sinh vào tiếp theo, thì thường xuyên là ban giám khảo cũng cứ thuyết phục rằng là thí sinh chất lượng rất cao, bỏ đi thì rất là tiếc và rất là
là không công bằng với các em, và đề nghị là 22, 23, thậm chí là 25. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể trông cậy của các giám khảo ở đây. À, thế thì cuộc thi của chúng ta nó là như vậy. Và năm nay thì có cái sự đông đảo tham gia của các thí sinh, mặc dù cuộc thi tổ chức vào cuối năm sau rất nhiều cuộc thi khác. Và hôm nay chúng tôi rất mừng là các bạn đến đây rất là đông. À, và trong rất nhiều hồ sơ, nhiều trong hồ sơ đã gửi đến thì ban tổ chức đã tiến hành một cái vòng đầu tiên, đấy là cái vòng sơ loại. Tất cả các bạn hay được mời đến đây là các bạn đã vượt qua vòng đầu tiên. À, thì đấy là cái vòng sơ loại để chúng ta bước vào một trong những cái vòng thi chính thức đầu tiên, đấy là vòng thi sơ khảo. Hôm nay nội dung của vòng thi sơ khảo cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ xuất hiện trước ban giám khảo vài ba phút để ban giám khảo gặp mặt trực tiếp của các bạn sau khi đã xem hồ sơ của các bạn. Có thể đặt một vài ba câu hỏi rất là đơn giản về công việc, về học tập, về quê hương của các bạn. Đấy, để trò chuyện với các bạn một chút, hiểu thêm các bạn một chút. Thì các bạn tôi cũng đơn giản, cho nên chúng ta không cần phải căng thẳng làm gì. Một số bạn nét mặt đang tươi rạng, hôm nay là vui, hôm nay là một buổi rất là vui. Tuy nhiên là đương nhiên là chỉ có khoảng 30 bạn sẽ đi tiếp. Tuy nhiên tôi nói với các bạn thế này, chúng ta đến đây là chúng ta đã đóng góp vào thành công của Viện Việt Nam rồi. Cho nên nếu mà chúng ta có không đi tiếp thì tôi nghĩ rằng cũng là khó có thể nói là không phải là buồn, nhưng mà cũng không nên là một cái điều thất vọng, bởi vì các bạn đã làm được một việc rất quý. Vì cuộc thi Việt Nam sẽ đi đến cuối cùng được là bởi vì đã có các bạn đến hôm nay, còn nếu không thì cuộc thi cũng không thể nào mà tiến hành được. Đấy. Và cái thứ hai là các bạn cũng đã vào vượt qua một cái vòng thi đầu tiên, cũng không phải là đơn giản. Thế thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các thành viên của ban tổ chức, các đơn vị đối tác, các hoa hậu, á hậu, các nhà báo, các nhà tài trợ và các những nhà thiết kế, những người chăm sóc sắc đẹp, các huấn luyện viên sẽ tham gia vào hỗ trợ cho ban tổ chức của Tuyển Việt Nam năm 2022. Và đặc biệt một lần nữa tôi cũng nhấn mạnh trân trọng cảm ơn tất cả các thí sinh, trân trọng cảm ơn tất cả gia đình, người thân của các thí sinh đã đồng ý để các bạn có thể đến đây với chúng tôi, và chúng ta sẽ quyết tâm làm một cái mục tiêu Việt Nam năm 2022 ở chất lượng cao nhất, và nó tin chắc là nó sẽ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị, tất cả các bạn. Chúc cái vòng sơ khảo chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc cho các thí sinh ở đây sẽ tự tin và có kết quả tốt cho ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lê Sinh Sơn. Kính thưa quý vị, sau một khoảng thời gian khởi động, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã nhận được đông đảo hồ sơ đến từ các bạn ở khắp các tỉnh thành của cả nước. Và ngày hôm nay sẽ là một cơ hội để cho các bạn thí sinh của chúng ta được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng với ban giám khảo. Vâng, và ngay lúc này, ngay trên sân khấu đây thì Phương Anh cũng xin được chia sẻ lại cái khoảng thời gian mà Phương Anh tham gia vòng sơ khảo của Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Và Phương Anh cũng nhớ là ngay lúc này, lúc mà mình ở trên sân khấu, là mình đã được nhận một câu hỏi đến từ anh đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Là Phương Anh có chia sẻ là mình biết tiếng Pháp, và lúc đó là anh Hoàng Nhật Nam có hỏi là Phương Anh có thể hát một bài hát bằng tiếng Pháp được hay không. Thì thật ra là mình hát rất là dở, và mình cũng rất là ngại hát, nhưng mà mình đã nắm lấy cái cơ hội đó, và mình không ngần ngại thể hiện một bài hát bằng tiếng Pháp. Và tuy là mình có thể hát không hay, nhưng mà Phương Anh tin chắc rằng là nhờ cái sự bản lĩnh đó đã giúp cho Phương Anh giành được một suất vé và vòng chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam năm đó. Và Phương Anh cũng tin chắc rằng là trong cái quá trình đi thi ngày hôm nay thì tất cả các bạn thí sinh của chúng ta sẽ vô cùng bản lĩnh và sẽ vô cùng tự tin. Và chúc cho tất cả các bạn thật may mắn thể hiện được cái vẻ đẹp của cá tính của riêng mình với ban giám khảo. Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng được nghe chia sẻ của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc về quá trình thi sơ khảo của mình. Xin mời Bảo Ngọc. Thực ra thì trước khi Bảo Ngọc nói thì Phương Anh cũng muốn nhớ lại cái lúc mà ngay cái lúc mà Phương Anh thi sơ khảo là Phương Anh cũng đã được thấy Bảo Ngọc ở ngay lúc mà đang đợi phòng chờ. Và ngày hôm đó là Bảo Ngọc xuất hiện rất là ấn tượng. Đó là bởi vì Bảo Ngọc mặc một bộ quần áo rất là, ấy là không phải là một chiếc đầm xinh đẹp, và Bảo Ngọc cũng không đi giày cao gót nữa, bạn chỉ đi một đôi giày chắc tầm 3 phân. Và đặc biệt là Bảo Ngọc không hề trang điểm luôn. Và thậm chí là bạn đã được nhờ các anh chị ekip đã thoa son cho Bảo Ngọc và kẻ chân mày nữa.
Và Phương Anh cũng tin chắc rằng là chính nhờ cái sự bản lĩnh và sự mộc mạc đó đã giúp Bảo Ngọc tự tin thể hiện được cá tính của riêng mình với ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam. Và đặc biệt là chính cái sự tự tin của Bảo Ngọc đã giúp cho Bảo Ngọc giành được chiếc vương miện của Miss Intercontinental. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng được nghe chia sẻ của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Đầu tiên thì rất là cảm ơn chị Phương Anh, tại vì thật ra là em cũng đồng hành với chị Phương Anh trong một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Phương Anh và Bảo Ngọc cũng là bạn cùng phòng tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Và Ngọc nhớ là cách đây 2 năm thì mình cũng rất là có duyên khi mà được đến, được trao cơ hội để bước vào vòng sơ khảo, sau đó là trung khảo và bán kết nhỉ, bán kết rồi là chung kết. Thật ra khoảng thời gian nó cũng khá là thú vị, tại vì tất cả các vị ban giám khảo ở đây cũng đã thấy là Bảo Ngọc bước vào vòng sơ khảo như thế nào. Và như chị Phương Anh nói, mình đến trong một cái sự rất là mộc mạc, không có gì cả. Và Ngọc nghĩ là thì cái điều này nó cho thấy rằng là thật ra ban giám khảo thì họ cũng có thể là nhìn qua được những cái thứ đó của mình. Và vì vậy thì Bảo Ngọc cũng chỉ muốn nói là mọi người ở đây mọi người cứ thoải mái đi, tại vì cứ là chính mình. Và đồng thời nữa là thì xem đây là một cơ hội để được giao lưu, để được học hỏi. Và tất nhiên thì nếu mà mình vào hay không vào thì chắc chắn là đây cũng là một cái bước đường nó có ý nghĩa trong cả cái cuộc hành trình của mình. Vì vậy thì các bạn cũng mong là đừng lo lắng quá. Và Ngọc cũng chỉ muốn nói là chúc các bạn may mắn không chỉ trong ngày hôm nay mà còn trong cái chặng đường sắp tới của mình. Thôi xin cảm ơn chương trình của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc Miss Intercontinental năm 2022. Vâng, kính thưa quý vị, vào lúc 14 giờ chiều nay cũng trên các kênh fanpage và YouTube và TikTok của Hoa hậu Việt Nam cùng với TikTok của báo Tiền Phong, thì xin mời quý vị cùng đón xem livestream công bố kết quả vòng sơ khảo phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái nào sẽ là cô gái may mắn bước tiếp vào vòng trung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam năm nay? Hãy cùng chúng tôi đón chờ nhé. Và bây giờ thì Phương Anh xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 14 giờ chiều nay.